Thưa quý vị, sáng 27 tháng 6 năm 2023, theo thông tin từ Ủy ban dân thành phố Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng của địa phương này đang phối hợp lo hậu sự và điều tra vụ hai người dân thiệt mạng trong nhà nghi bị sét đánh dẫn đến gây cháy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng 27 tháng 6, một căn nhà tại phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long nghi bị sát đánh vào gây cháy. Sau khi phát hiện, người dân đã phá cửa để dập lửa và phát hiện thi thể hai vợ chồng tại tầng một căn nhà, còn ba người con vẫn an toàn trên tầng hai căn nhà. Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức hỗ trợ gia đình gặp nạn. Trao đổi với phóng viên Bó Thanh Niên, lãnh đạo Ủy ban dân phường Hà Lâm cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc trong sáng 27 tháng 6, nhiều ban ngành của thành phố Hạ Long cũng như hội phụ nữ thành phố, chính quyền phường cùng các đoàn thể đang tổ chức lo hậu sự cho gia đình các nạn nhân. những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên kính mời quý vị đón theo dõi. quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ chúng tôi.